Xin chào các chị nhà đầu tư. Thì bên đi trong phiên cuối tuần thì nhìn chung anh chị mình có thể thấy thì đầu tiên chúng ta cũng nói về chỉ số trước đúng không? Chỉ số VN mình trong phiên cuối tuần thì nó giảm tiếp khoảng tầm là 8,7 điểm. Về biên độ giảm thì nó cũng khá là giống và xem với lại những cái vận động của những cái phiên trước đó. Thành ra về bản chất thì cái phiên này nó không phải là một cái phiên có những cái biên độ giảm điểm lớn. Với lại một phần nữa là nó giảm nó cũng không có yếu tố giảm đồng thuận. Nó cũng không có yếu tố bán tháo. Rồi chúng ta bỏ cái yếu tố qua một bên nha. Chúng ta nói vào một cái khía cạnh khác nữa đi. Là nếu chúng ta nói về cái xu thế về mặt chỉ số của VN hay đơn giản là nhìn vào cái đồ thị của VN Index thì bữa giờ về mặt chỉ số chưa biết là phân hóa cổ phiếu như thế nào. Nhưng nếu chúng ta nói về chỉ số thì nó đang hình thành một cái biên sideways đúng không? Bữa giờ em nói là nó đang giữ cái biên sideways này khá là tốt. Nhưng vô tình là gì? Cái phiên cuối tuần cái cách đóng cửa như thế này. Nó bị gì? Bị thủng xuống, bị chúi xuống, nó phá đi cái thế sideways đó. Đúng không? Mặc dù là gì? Volume cạn, rồi biên độ không lớn, không giảm đồng thuận, không bán tháo, hoàn toàn là đạp cổ phiếu trụ, đạp hết một loạt trụ luôn. Rồi những cái con mà bị chỉnh mạnh nó đa phần đến từ những cái con, hai con trong VN30 là những con đó nó bị gì? Tăng quá cao, tăng chữ V, tăng quá thấp, tăng dựng đứng, tăng không có một nhịp chỉnh nào thật sự đủ lớn để cho nhà đầu tư họ có thể bán ra, dẫn đến cái việc khi mà nó ép xuống là cái biên độ rơi của nó rất là rác. Đó là đặc tính của những con mà có dấu hiệu lên thẳng đứng, đúng không? Nhiều khi nó mạnh quá thì khi nó rơi cũng rất là mạnh. Đó là gì? VIP và STB. Hai con này chính là hai con nằm trong VN30 và nó giảm rất rác. Và cộng thêm một loạt cổ phiếu trụ còn lại và thị trường nó đỏ nhẹ nhẹ nữa thì dẫn đến cái việc mà VN mình nó đóng cửa giảm 8 điểm, mà thật ra là 8 điểm là đỡ dữ lắm rồi đó. Em đánh giá là rất nhiều con nó đã giữ được một cái xu thế sideways rất tốt, nó không giảm. Thậm chí có những con rút chân đóng xanh lên, đúng không? Thậm chí có những con mang tính chất đầu cơ rất cao, nhưng trong những phiên như thế này nhìn thì tưởng là bán tháo thủng nền cân bằng ABC gì đấy, nhưng những con nó không hề sàn, nó giảm khoảng 3% thôi rút chân lên liền, dòng thép thậm chí còn xanh, test hai lấy thành công nữa. Đó mà nhìn rất nhiều khía cạnh cho thấy phiên này là gì. Khi phiên này xuất hiện thật ra là buổi sáng ngày thứ sáu em có view cái phiên này rồi, có khả năng nó sẽ rủ một cây nữa mà nó nhúng đúc lên, đúng không? Và nếu có những cái phiên này thì một vài phiên sau, một đến hai phiên sau nó sẽ kết thúc quá trình điều chỉnh. Anh chị ha, thành là gì? Nhìn mọi thứ thì nó hơi xấu về cái thế đóng. Nhưng mà cái thế này là về chỉ số thôi. Tại vì nó bị điều tiết mà anh chị. Đúng không? Cho nên là gì? Luôn luôn tập trung vào cổ phiếu. Chỉ số là gì? Nó mang tính chất là gì? Tham khảo thôi. Tại vì sao? Tại vì nó bị ảnh hưởng bởi cái tụi trụ. Mà thậm chí bây giờ trụ á, có rất nhiều con, ví dụ con MWG nó rất là giống con BNG, có nghĩa là giảm 6-7 cây rồi. À 5-6 cây rồi. Nó về lại cái đáy dưới luôn rồi, xác suất những phiên sau nó bật lên khá cao. Anh chị thấy con BNG á, tính ra chúng ta bắt được cái điểm đó. T3 về T2,5 về mà ăn hay không ăn là vẫn bán đúng không? BNG tính ra mua xong bán vẫn hòa. Không gãy thêm thì con MWG nó đang rất giống vậy. Đúng không? Thật ra là mình kỳ vọng nó kéo tăng mà con này nó không kéo tăng mà nó cũng hòa thôi. Đúng không? Nhưng mà MWG nó đang giống vậy, xác suất những phiên sau nó bật lên rất cao. Tại nó giảm tới đây rồi, anh chị đây này, nó dựng đứng lên, nó giảm về đúng cái nơi bắt đầu luôn. Rất nhiều con đang tạo ra những cái tín hiệu, ví dụ như những cái dòng như bất động sản nè, rất xấu, đúng không? Rất yếu, rất là dễ bị lũng đáy ABC các kiểu. Nhưng bản thân những dòng này nó lại rút chân, đúng không? Có những con đóng nhưng không sàn mà nó giảm tới cây thứ 6, thứ 7 rồi. Nhưng những con này rất dễ hồi nha. Anh chị nhìn nó xấu thì mình phải nhìn được cái sự gì tích cực trong tiêu cực. Và những con nào thật sự xấu, ví dụ KBC là thật sự xấu nè, nó cân bằng hai đáy này rồi, nó gãy từ trên gãy xuống rồi mà nó vẫn lũng tiếp như thế này là cực kỳ xấu. Thì những con này mới là những con mà gì, cái quá trình cân bằng của nó sẽ rất lâu và rất mất thời gian. Và nếu nó rủ không thành công, mà test đáy không thành công, nó sẽ rớt xuống rất sâu nữa. Anh chị ha, thì những con cao cao như này nó mới đáng sợ. Chứ những con bản chất nó giữ được là thị trường đang rất ổn, anh chị ha. Với là gì, hôm nay nó rung thêm một nhịp này thôi, đúng không? Nó sẽ có những cái nhịp rung thêm. Anh chị ha, thì đây là buổi sáng em có nói nè. Đây, nhận định này, nhận định buổi sáng ha. Đây là morning cả nhà, và đi mình hiện tại vận động ở vùng kỳ thanh quản, hình thành biên ngân bằng mới. Có một số tín hiệu tích cực khi biên độ chỉnh cổ phiếu dần dần thu hẹp, nhưng nhìn cái thế là nó bị lài xuống nè. Tuy không giảm nhiều nhưng nó sẽ cực kỳ khó chịu, cho nên khả năng nó sẽ có một nhịp nhúng một cái xong rút chân lên thì nó mới kết thúc. Còn mã mạnh thì sao? Thì nó vẫn neo ở trên. Những mã nào đã có dòng tiền vào như dòng dầu khí hôm qua thì nó vẫn sẽ neo ở trên. Những dòng nào tích lũy tốt như dòng ngân hàng nó cũng sẽ neo ở trên. Những con nào giữ đẹp nó vẫn sẽ giữ đẹp. Đúng không? Những con nào test đáy nó sẽ test đáy. Những con nào nó chỉnh nó sẽ chỉnh. Đúng không ạ? Nhưng nếu nhìn về chỉ số thì nó đang xuống lại xuống nè.
thì rất dễ chỉnh cây nữa mới rút, đúng không? Cái quan trọng là khi nó ép xuống á, không có con nào sàn cứng hết, mà còn rút chân nữa, rất nhiều con rút chân, nhìn dòng thép rất đẹp luôn, test hai đáy rất thành công. Mặc dù là mình sẽ mất thời gian tích lũy ở trên, nhưng bản chất nó test hai đáy một lần thành công là nó đã đẹp rồi, nó đã là đưa vô cái diện chú ý cho đợt sau rồi, đúng không ạ? Đó là nó tùy cái gì, sự phân hóa, tập trung cổ phiếu thôi, tại vì sẽ có con mạnh trong lúc thị trường yếu anh chị ha, chứ không thể nào đánh đồng toàn bộ được. Tại vì nếu mà nó đạp cả thị trường đi thì được, nhưng mà nó đạp tự nhiên nó lôi trụ ra đạp, nó đạp những con riêng lẻ và nó khiến cho chỉ số xấu mà tự nhiên cổ phiếu giữ là nó là vấn đề khác anh chị ha. Thành ra bản chất là em đã view rồi, có khả năng nó sẽ lại xuống một tí đôi xíu nữa, nó kiểu như nó rỉa 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 ngày nó giảm hai ba điểm vậy nè, đúng không? Nhưng mà có thêm một cái dự kiện nữa là gì, thông thường á khi mà điều chỉnh nó sẽ điều chỉnh phân nửa của phần tăng. Hồi trước á khi vừa đi mình tạo đáy từ 800 mấy lên á, thì anh chị biết là từ đây này tăng bao nhiêu điểm không anh chị? Tăng bao nhiêu điểm không? Hơn 200 điểm, đúng không? Tăng gần 220 điểm anh chị. Đấy, khi nó điều chỉnh xuống là nó điều chỉnh phân nửa của cái phần tăng, là nó điều chỉnh đâu đó khoảng tầm là 100 điểm, đúng mà, đúng 100 điểm không? Đúng luôn, 111 điểm, đúng không? Nhưng cái đoạn này bản chất vừa đi mình không tăng nhiều, nó chỉ tăng đoạn này thôi, nhưng mà nó gặp cái giai đoạn trước Tết, xong mà nó qua Tết nó nhảy lên đây. Thật ra nó không tăng nhiều, về bản chất đoạn này lên nó chỉ tăng đâu đó khoảng tầm là gì, có 100 điểm thôi. Thì khi nó đã điều chỉnh hơn 50 điểm như thế này là nó là cái gì, 50% của biên tăng rồi. Thì thông thường khi nó chỉnh đủ biên như thế này, khả năng xác suất những phiên sau nó có cầu giá thấp nó đỡ là rất cao, trong một vài viên, một đến hai viên tới thôi, em nghĩ nó sẽ xuất hiện cái này thôi anh chị ha. Tùy theo cái quá trình anh chị thấy, thông thường cổ phiếu nó sẽ chỉnh như vậy. Đây là chúng ta nói chỉ số nha, cổ phiếu có nhiều con anh chị thấy nguyên qua nguyên một cái đợt trong bão luôn vẫn giữ tốt, thì đương nhiên khi thị trường nó xuất hiện những phiên như thế này nè, những con đó sẽ là những con được đánh đầu tiên, còn những con kia nó sẽ hồi, nó sẽ đánh chung, nhưng với điều kiện là gì, nó chỉ hồi thôi, nó gặp rất nhiều áp lực bán, lỡ như cái người bắt giao rơi hụt người ta hàng về người ta cũng cắt lỗ, người ta cắt hòa, rồi người ta kẹp ở trên ABC hồi lên ta chờ bán, rất nhiều áp lực bán. Và những con mà cứ sideways biên trên rồi xuống biên dưới, sideways biên trên xuống biên dưới như vậy thì đánh nó rất là mỏi, nó rất là mệt, trừ khi nào nó bứt một cái gì đó hoặc là có cái mẫu hình gì đó chị đánh nó sẽ ok hơn. Còn nếu mà nó cứ trên dưới dưới trên như vậy thì nó chưa phải là những cái xu thế chính của tụi nó anh chị ha, và nó khá là yếu. Mà những con mít cáp mà bị trượt giá nữa, ví dụ như mua đúng điểm thì không sao, mua sai điểm ấy, nhiều khi nó thấy nó trần 3 cây, chứ bản chất cái cây trần đầu tiên anh chị sẽ không bao giờ mua được giá tốt, nó sẽ trần rất nhanh và anh chị mình sẽ mua được giá trần này. Rồi 3 ngày sau mà chỉ cần chật một tê cộng ấy, cái việc mà nó đánh lũng 3-4% xuống trở lại, rồi nhiều khi từ cái giá mình mua mình lãi được có 1% mà mình sợ quá mình bán, xong nó lại kéo tiếp, nó đánh gì nó cái biên rất là rộng, nó cứ trần sàn mà trong phiên nhiều khi ấy, nó đạp 3% là rất là dễ, rồi nó rút chân lên tham chiếu cũng dễ, mà đạp sàn cũng dễ, mà nó kéo trần cũng dễ, đúng không? Những con như vậy là nó mang yếu tố thao túng lớn, và nó bản chất là gì, cái lực cầu nó không nhiều, cái lệnh nó thưa thớt, thành ra nó rất là dễ thao túng và rất dễ làm giá được. Thành ra những con như vậy anh chị không nên đánh khi thị trường yếu, thị trường chưa bây giờ một cái xu thế tăng mới và xu thế tăng lớn chính của thị trường thì anh chị không nên đánh những con như vậy anh chị ha. Anh chị nên đánh tập trung vào những cái dòng nào mang yếu tố chính thôi anh chị ha. Còn nếu bắt mấy con kia vui vui, bắt đúng điểm ăn được thì ngon, ăn T3 về chạy nó cũng là một cái khẩu vị, đúng không? Nhưng mà phải canh đúng điểm, và nếu mà phải chấp nhận là gì, nếu nó quay đầu về mà T cộng về không đủ thì mình phải bán ngay đó, để tránh tình trạng nó nhốt mình ngược lại thì rất là mệt anh chị ha. Đấy, thành ra cái phiên này nếu chúng ta bóc tách ra chúng ta thấy được là gì, bản chất rất nhiều cổ phiếu đang giữ rất đẹp, đúng không? Chỉ là gì, chỉ số nó làm xấu vậy thôi, làm chuối xuống vậy đó, đúng không? Mà nhìn cái biên nó khó chịu nha, nó giảm có chút xíu à, nhưng mà nhìn cái thế rất là chuối, đúng không? Rồi chuối á, chuối đầu á, chứ không phải là trái chuối nha, chuối đầu xuống á, à kiểu kiểu như thế anh chị ha. Thì đầu tiên á là chúng ta sẽ nhìn về dòng dầu khí đi, đúng không? Dầu khí đã nói rồi thì nó đang trong một cái pha gì, tích lũy thôi, cân bằng, nó có dòng tiền vào mồi nè. Cái việc mình đánh cao nhất phiên là ngày mai đỏ lại vậy là anh chị thấy cũng bình thường mà, đúng không? Quen thuộc mà. À, thì thông thường nó gặp kháng cự thì nó phải đệ anh chị ha. Thật ra em nói rồi, cái này là gì, vô danh sách, lưu ý dòng tiền vào nè là cái quan trọng nhất nè. Cái việc nó rung trong biên này là bình thường, cái quan trọng là gì, trong cái biên này khi nó rung xong nó có tích cung anh chị chơi. BVS, BVD gì cũng vậy, BVD hơi cao, BR cũng vậy, như nhau hết, BOW cũng vậy ha. Trong cái biên này mà nó xuất hiện tích cung trở lại thì đánh đó, và phải lưu vô một cái diện danh sách, lúc nào cũng phải ngồi theo dõi. Đúng không? Cái này là gì, do là em có hàng em nhanh nhạy trước,
em mua thấp em lướt cao để chi hạ vốn ăn được liền biên cho nhanh, phần phía sau này chúng ta cứ cầm nắm bình thường đó, để chi để chờ đợi một cái dịp buy vốn này em sẽ cho anh chị mua mới, không mua cho tăng lại luôn anh chị ha. Đó, đánh làm sao mà phải nhanh nhạy, biết là nó hút lên như ngày mai kiểu gì gặp kháng cự nó cũng đỏ là hút lên cái phải bán ngay, phải lướt được liền để ăn được một cái biên phần trăm ngay lập tức trong phiên. Đây là biên T0 đúng không, cũng là một hình thức, thứ nhất là gì vừa ăn và thứ hai là vừa luyện tập cho hệ thống mới KRS trong tương lai, anh chị lưu ý ha. Rồi lướt ăn mà đỡ mà. Rồi tiếp theo là ví dụ như là ACB, những cái dòng như dòng ngân hàng đi nè, test đáy là đúng không, bản chất là gì nằm trong cái biên rồi thôi, nó cũng không dịch chuyển đi đâu đâu anh chị, chỉ là gì anh chị chờ nó kết thúc rồi anh chị mua anh chị. Nếu anh chị thích ACB hay là BID hay CTG hay là Liên Việt gì đó nó cũng xem nhau nè lên nè, đúng không, vẫn quanh cái biên này đúng không, lấy vị thế trước chờ những cái điểm bứt phá lên anh chị mua, những điểm tích cung lên anh chị mua. Đây nè, cạn dần về khối lượng nè, anh chị lưu ý ha, những con như thế này nó đã giữ qua dòng bão, nguyên cái mùa dòng bão nó giảm đúng cái cây này thôi, hầu như bốn cây sau này nó đều đi ngang hết, nó giật lên giật xuống nhưng cuối cùng nó cũng nằm quanh cái biên từ 29.1 cho tới 29.4, 29.5.6 gì đấy, nói chung cái biên một giá đó thôi đúng không, nhưng nó là cái biên để chuẩn bị cho một cái nhịp sau, nên anh chị mình phải lưu ý con này ha. BID hơi lỏng lẻo đúng không, cây này kéo cao lên xong cây này lại đạp xuống lại, nhưng về bản chất thì nó cũng giống CTG là nó là gì, kênh trên xu hướng lên, và thứ hai là gì nằm trong một cái biên nó hơi rộng tí thôi nhưng nó vẫn nằm trong biên anh chị ha. Rồi ví dụ như là Liên Việt nè anh chị, thấy không, rất tốt, cũng vậy luôn, vẫn là kênh trên xu hướng lên đúng không, gặp kháng cự hấp thụ để chuẩn bị đánh tiếp đó, cứ canh những con này là ưu tiên nhất, ưu tiên hàng đầu anh chị ha. Ưu tiên thứ hai mới tới những con như là gì, MB đó nè, nó không tăng nhưng mà nó xiết một cái nền rất chặt, hầu như là từ sau cây này là nguyên cái cây này là đi quanh cái vùng giá này thôi, đi quanh những cái vùng 18.3 tới 0.5 như thế này rồi, rất là chặt chẽ như thế này rồi, thì khi thị trường hồi phục là con này sẽ là những con tăng đầu tiên đúng không, nó xem những con kia nó sẽ là những con tăng đầu tiên của thị trường, tại vì nó giữ rất là đẹp anh chị lưu ý ha. Nó đây là những con top 2 nè, SHB rồi có giảm thêm đâu, nó giảm tới đây thôi nhưng mà nó sẽ cân bằng lại ở đây ha. Rồi STB thì lại giảm tiếp, giảm rất rác, giảm 3%, rất là ghê đố mà, nhưng mà về bản chất là gì, cổ phiếu khi bất định sẽ có xu hướng quay lại test đỉnh, có em có vẽ rồi đúng không, cái vùng này là anh chị cứ cho nó tạo đáy đi một vài phiên nữa, kiểu gì nó cũng tạo đáy, nó giảm tới cây thứ 6 rồi chắc chắn nó sẽ tạo đáy quanh đây thôi đúng không, nhưng nó tạo đáy xong bắt đầu chúng ta sẽ đánh giá tiếp, nó có giảm thêm nhưng khối lượng anh chị thấy là nó không có nhiều đâu, nó dí biên như nè, rất nhiều con luôn, nó đạp biên độ rất láo nhưng mà volume không có, volume nó nổ cây này là chính xác nè, nhưng volume nổ cây này nè là rất ít anh chị ha, mà nó trượt biên rất cao và nó đã về là những cái vùng nè, đây là vùng giá hấp dẫn, nhưng mà nếu mà nói về vùng giá hấp dẫn thì nó chưa đủ để mua cổ phiếu, đây là một điều kiện cần và đủ thôi, thứ hai là gì, nó phải tạo được cái biên ở đây, đây là vùng giá hấp dẫn và nếu có biên nữa thì anh chị mình mới đánh lại, nhưng đây là một cái cơ hội mở ra rất là trông thấy, rất là rõ ràng đúng không, lưu ý nha, đây là vùng giá hấp dẫn, nó chợ nó chỉnh từ 27, hồi xưa mình bán quanh quanh ở đâu anh chị, bán ở đâu 24 mấy đúng không, nó kéo lên 27 luôn, nhưng mình bán non đấy mà nó kéo rướng như này làm gì mua được đố mà, khi nó đổ đèo xuống lại đây là một giá rất hấp dẫn, nhưng mà cái quan trọng là gì, hấp dẫn là một chuyện là về giá, nhưng mà về xu thế nữa là phải chờ thêm vậy thôi, chứ giá đây giờ là hấp dẫn rồi, bây giờ em nghĩ nó giảm thêm một tí xíu nữa là giật lên ngay, nằm trong biên nó giảm tới 6 cây rồi đố mà, khả năng hồi phục là cực cao anh chị ha. Rồi tech cũng vậy nè, tech cũng giữ biên quanh đây đúng không, TB, Vietcom gì đấy, Vietcom thì cổ phiếu này hơi bo cung mà nó vẫn lên anh chị ha, con này không khuyến nghị đánh, cũng thanh khoản không bao nhiêu, cũng hơi khó mua ở thời điểm hiện tại, mà bây giờ đánh con này thì có cầm rồi chứ không có điểm mua anh chị, chứ nó kéo như này hơi khó ha, với lại nó bị điều tiết nữa, ví dụ như lỡ như hôm nay nó lôi Vietcombank ra nó kéo xanh nó đỡ chỉ số, cái mai nó buồn buồn nó đạp cho một cái nó buồn buồn nó đạp cho 3-4% mà kéo chỉ số lại, nó đè chỉ số lại xong nó kéo nhà Vinh lên đó, cái vậy đó ngày nó làm vậy đó, ngày thì đạp Vinh xuống, đạp nhà Vinh xuống, đạp SAB xuống, đạp BNG xuống, đạp bán lẻ xuống, tự nhiên kéo Vietcombank lên nó cân chỉ số lại, xong ngày tự nhiên cái đạp Vietcombank xuống 3-4% luôn, xong rồi tự nhiên cái kéo Vinh lên, kéo SAB lên, kéo mấy con bán lẻ đồ lên đó, vậy đó nó làm vậy đó cái ngày mấy ngày luôn, ngày thì con này tăng, ngày con kia tăng, cứ luân phiên với nhau rồi đó, từ bản chất nó là gì, điều tiết
có ai chơi mấy con đó đâu, vốn hóa nó lớn đúng không ạ? Số lượng cổ phiếu lưu hành không quá là nhiều, nhưng mà do là cái mệnh giá nó to, cái vốn hóa nó to, mà nó chiếm, nó có khả năng ảnh hưởng tới chỉ số của VN mình nhiều. Là một phép cộng đơn giản thôi, một con mệnh giá cả trăm ngàn mấy chục ngàn đúng không, mà chỉ số của VN là gì, cộng tổng số khối lượng cổ phiếu trên thị trường rồi cộng trung bình các mệnh giá tất cả con, thì nó ra được chỉ số của VN đúng không. Nhưng mà đương nhiên giống như là gì, 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12, hai con xem nhau nhân lại cũng ra 12. Nhưng mà ví dụ như mình lấy một con chiếm ưu thế áp đảo, ví dụ như là số 6 là tượng trưng cho trụ vậy đó. Nếu mà trụ giảm một cái là 2 × 6 là con ảnh hưởng liền, còn mấy con kia nó chỉ đóng góp 2 phần công lực, con một mình cái đám trụ đóng góp 6 phần công lực thôi, là họ có thể làm được long hay sọt, hoặc là họ có thể làm được là chỉ số tăng hay giảm, xanh giỏ hay đỏ lòng, hay đỏ lòng hay xanh giỏ là làm được ngay đúng không. Đây là gì, một cái hình thức rất là muôn thuở của thị trường. À, những con trụ như này là mình cảm giác là gì, khi thị trường ổn định là mình đánh sao nha. VIP đúng không, nè tố tăng nè, anh chị cảm giác gì, anh chị cầm mức giá nào anh chị cũng lãi luôn, cầm từ chỗ này cầm lên cầm lãi hết, thậm chí giảm cây này cũng không hề mất một miếng lãi nào hết đúng không. Thì nó phải giảm cây này thì nó mới mất lãi, thì bắt đầu là gì, xu hướng là gì, bứt khỏi đỉnh cũ thì test lại đỉnh cũ, thì đây cũng là đang dần dần về lại những vùng giá hấp dẫn mới của VIP. Thì nó phải có chứ, nó tăng hoài sao được, tăng hoài ai múa đúng không. Nó phải có những phiên như thế này là rất là hợp lý về cung cầu, không có cái gì lên hoài hết mà cũng không có gì xuống hoài cả, nó là về quy tắc. Con này cứ có lủng chặn anh chị bán, còn nó chỉnh thêm là anh chị phải chờ cơ hội mới, chứ không phải là mình sợ nó đâu. Những cây này giảm rất là đẹp luôn á, giảm mà mai nó cân bằng ở đây nè, ví dụ như đánh dầu khí bao nhiêu lần rồi, đây là cái gì, đây là gãy đỉnh rũ gì nữa đúng không ạ. Rất nhiều lần gãy đỉnh rũ, đánh rất nhiều lần. Đây là những cái cây đổ nè, lên thóc nó đổ đèo xuống cái nó tạo biên là đánh vượt nè, nó sẽ mất thời gian nhưng nó sẽ có biên để anh chị biết là đây là cổ phiếu chuẩn bị nè, rớt xuống nè đúng không, rớt xuống cân bằng đánh lên, 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 thấy không, lúc nào nó cũng vậy hết anh chị ha. Vi Văn à, giảm thêm một tí xíu nhưng mà bản chất cái vùng này nè nó giống như VN Index vậy đó, nó hơi rỉa nhưng mà nằm ngay bên là hỗ trợ. Thành ra những con như thế này nè, nếu nó bật lên cái là chị lại quay về cái giá, tùy theo giá vốn của mọi hệ thống nha, giá bật lên cái là về lại giá vốn ngay. Thành ra những con như thế này thì anh chị nào mua mới, thì anh chị muốn mua thêm thì nên chờ anh chị ha. Những con này nó chỉnh xong hết là thì vừa ổn định, là những con dòng băng lúc nào sẽ là dòng chủ động kéo trước gì ha. Nè Vinh nè, anh chị thấy không, giữ tham nè. Ví dụ như anh chị nhìn qua một số trụ khác nè, MWG giảm 4% về đây, xác suất mai bật cao nha, nó giống như con BNG vậy đó, bắt vô thì không biết ăn hay không, cứ T3 về thì em nghĩ nó không lỗ đâu, hòa cùng lắm hòa thôi, nhưng mà bắt vô cây này nhiều khi ăn đấy. Đó, những con như thế này anh chị phải quen là thường những con giảm 6-7 cây như này bắt vô này là khả năng ăn là có đó, ăn đó anh chị ha. Nhưng mà nếu không ăn thì cùng lắm hòa thôi chứ không có bị gì, nhưng mà đây là một cái điều rủi ro. Nhưng mà thường những cái cây mà chiết khấu lớn như thế này là thường nó sẽ có điểm bật ha. BVH nè, giữ xanh nhẹ nè đúng không, gas là tự nhiên đạp xuống thẳng cẳng luôn 200 luôn, Masan nè lũng xuống dưới luôn, may là rút chân lên được xíu, MWG đi luôn, Novaland giảm luôn 300 luôn ha. Mấy con này phải cân lại nè, mà cân không bao nhiêu hết, thăm chiếu không mà anh gì ha. Ôi trời ơi, Vietjet có những lúc mà lũng xuống dưới đây luôn nè anh chị thấy không, thấy nó điều tiết chỉ số không. Đó, Vinamilk giảm quá trời giảm, bây giờ cuối cùng lại hồi lên, lại đi trong cái biên sideways này nữa. Đó, vậy ha. Thành ra bản chất là gì, chủ nó đè rất là nhiều. Rồi chúng ta nhìn qua cái tụi bất động sản nè, đúng không, bất động sản anh chị thấy là cũng có giảm đó, cũng có này kia đó, nhưng mà bản chất nó đâu có sàn đâu, đúng không. Này nè, CTD nhìn rất xấu nhưng không sàn, CY test lại đáy cũng không sàn, đúng không. Rồi DBM nhìn vậy cũng không sàn, đất xanh nhìn vậy nó sàn, đúng không, mà nhưng mà khối lượng lại thấp. Đó, nó test lại cái đa phần chân này. Đó, rồi ví dụ như FCN nè, nhìn vậy thôi chứ trên cao nó lại test đáy thành công chứ nó cũng không bị sàn. Những con như thế này nhiều khi nó sẽ cân bằng lại sau đấy ha. Chỉ có một số con em thấy xấu như là KBC hay là KSB gì đấy, hai con này nè. À không, con KSB cũng được nha, KSB nó chưa lũng đáy là vẫn ổn, con KBC là xấu thôi. Đó, nếu không đa phần là test đáy hết, tại vì nó hồi lên cái bữa cách đây 2 ngày đấy, thì phiên này là phiên test lại, giống như Hòa Phát vậy đó. Anh chị nhìn Hòa Phát này y chang không, thấy không, hồi lên lo bán nè, đó thấy tới lại không, mình nhìn nó test này thì rất đẹp nha, rất đẹp đấy, nó test lên cái đáy hai đây là đẹp rồi đó, nhưng mà lên trên đây thì nó sẽ sideways thôi chứ nó chưa đánh liền, nhưng mà test như này là đã gọi là một điểm khởi sắc rồi, là những cái chú ý cho đợt sau rồi nè. Đó, năm gì mà ghen, thấy không, rút chân đẹp không. Hoa sen tính là tính từ cây giảm thôi chứ giảm xong nó có giảm nhiều đâu, rất đẹp
đúng không, nam kim rồi nè, đúng không ạ? À, nè, cân bằng hai đáy, đúng là những cái cây lũng đầu tiên như thế này là anh chị buộc phải bán. Nhưng về tới đây rồi, về tới hỗ trợ mà nó hai đáy như thế này, anh chị phải quan sát lại chứ, làm sao mà chúng ta lại tiêu cực được, đúng không? Từ đây đến đây nó là một vị thế khác rồi, anh chị lưu ý ha. Hà đô như vậy là xấu nè, nhưng mà về là cái nền này nó còn bay đỡ không? Đó, thấy không, bất động sản nó có sàn đâu, nó có sàn la liệt rồi đâu. Những con như thế này là nếu thị trường có biến tại sao nó không sàn, nó phải sàn đầu tiên thì nó mới đúng anh chị ha. Còn nếu nó không là cho thấy là nó không đồng thuận rồi, là nó cố tình nó rướng, nó ép, nó dí thêm một tí xíu rồi nó tạo tâm lý cho bà con vậy đó. Chứ thật ra là bản chất nó không có bán, lực lực bán nó đã kiệt quệ rồi, và là nó đã hấp thụ được lượng cung rất lớn ở đây rồi, nó test cung thêm một lần nữa thôi, test cái lực bán thêm một lần nữa anh chị ha. Sale coi, sale bị gì không? Đích là phải có sale, bua phải có hoàng hậu. Ui vậy vẫn giữ nè, thấy không? Những con như này là đúng ra nó phải sàn. Tại sao nó không sàn anh chị? Mình không cổ xí yếu hay mạnh, nhưng bản chất á, nhìn thì nó yếu thiệt, nhưng có nhiều con nó vẫn không sàn, cho thấy được đỡ chứ mà là không anh chị ha. Chồng trứng nè, chồng trứng thì hơi xấu đúng không ạ? Đây nè, đều đã bị quay đầu test đáy hết nè, không, nó có chiều hướng là nó test lại cái phần ria, cái phần hồi lên từ cái cây này hết đúng không ạ? Nhưng mà về bản chất nó cũng là test đáy thôi, thì những phiên sau á cân bằng lại thì nó sẽ hồi phục lên, nó giống như dòng thép vậy đó, y chang, hai dòng y chang nhau anh chị ha. Cho nên anh chị thấy không, rất nhiều con nó đã có những cái trạng thái test đáy xuất hiện và nó dí thêm về mặt chỉ số, nhìn thì rất ghê nhưng về bản chất thì nó lại không xấu đúng không? Nó không sàn, nó không la liệt, nó không bán tháo, nó không gì hết, nó chỉ đè một cái loạt phái sinh xuống đó, nó khiến cho chỉ số nhìn rất là gớm, xong rồi nó rút dò lên đúng không, nó đè qua đè lại vậy đó đó, xong rồi nó ép con STB, ui dồi, ép STB nát bét luôn đúng không? STB khối ngoại gom gì đó. À, có nhiều ý kiến cho rằng à đạp xuống STB, đạp sâu vậy để cho khối ngoại nó mua được giá thấp đó em, à, thì cũng đúng đi, nghe cũng khá là thuyết phục, không phải là sai. Nhưng mà cái vấn đề nè, mình là nhà đầu tư gì, cá nhân mình phải định hướng mình trên thị trường, mình định vị mình là ai, mình là người có đánh theo tổ chức không, nó có hai mấy ngàn tỷ đó anh chị có mua mà kiểu xuống như như họ được không đố mà, hay là mình mới gãy được cây thứ hai là bắt đầu mình hơi cảm giác là tối ngủ là hơi 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 không, không ngon rồi đó, rồi đầu là thấy hơi đổ mồ hôi rồi đó, vô phiên là thấy lấy khăn là thấm nước mồ hôi đồ là thấy hơi nhiều rồi đó. Đúng không, là thấy hơi hơi gung 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 rồi, hơi 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 mất niềm tin về tổ chức rồi đó. Ồ, tổ chức gom nhiều mấy cây trên gom dữ lắm. À, nó giảm cây đầu tiên không sao, chỉnh chút giảm tới cây thứ ba bắt đầu hoài nghi tổ chức rồi. Ủa, tổ chức đâu có gom ta, sao kỳ và tổ chức gom gì kỳ, đúng không, rõ ràng không, thì nó chỉnh là hợp lý ha. Chuyện gom hay không mình không biết, yếu tố là tham khảo, anh em nói rồi, ngoại hay gì là tham khảo thôi, mình nó đánh giá trên cung cầu, đừng đừng có nó gom là mình mua theo. Rồi ví dụ như nó thỏa thuận gom xuống rồi sao anh chị, mua sao với nó, mua xuống à, cái mình gom theo à, đúng không, chờ đúng điểm thôi nha. À, dòng dệt may thì anh chị nên chú ý TNG thôi, tại vì VGT thì thanh khoản nó hơi bé. À, TNG em có nói đúng không, cái cây này cây bùng nổ, cây sau nó đỏ lại giống như dầu khí là chuyện rất bình thường, cái form này đánh rất giống dầu khí. À, quan trọng là gì, hàng T cộng về vẫn hấp thụ ở đây ok thì nó sẽ tạo ra điểm mua, tại dòng tiền ở đây khá uy tín ha. TNG cũng là một cổ phiếu anh chị mình sẽ chú ý. Điện, thấy không, điện cũng đâu giảm nhiều, vẫn xanh nè. Đúng, mà có con Hà Đô là nó hơi xấu một tí xíu thôi, nhưng đa phần là điện đều xanh hết. Nó, thấy không, đa phần rất nhiều cổ phiếu xanh, chủ yếu là gì, nó đè tụi trứng nè, nó đè trụ nè, nó đè đỏ nhiều con VN30 nè, này kia nó đè xuống nên là chỉ số nhìn nó rất là xấu, nó bị chúi xuống khoảng 8 điểm như thế này. Đúng không? Nhưng mà rõ ràng là gì, không có giảm đồng thuận, không có yếu tố bán tháo. Đúng không ạ? À? Không có yếu tố trượt biên, mà đa phần là gì, nó chỉ đè xuống, ép xuống những cái con trụ rồi này kia quay đầu, đúng không, nó đỡ lại một vài con, nó ép lại một vài con rồi đè bên dòng chứng, đúng mà, một số băng chính thì nó vẫn giữ, băng mạnh thì nó vẫn giữ, đúng không, rồi nó ví dụ như nó đè một số con nữa nó đỡ lại được dòng thép nè đó, rồi ví dụ như con TB tiên phong này hình như nó cũng bị giảm nè, đúng không ạ? À, đó nó cũng bị giảm xuống nè, đúng không, test đỉnh không thành công, cái này là test đỉnh không thành công nha.
nè, test đỉnh không thành công nè, hồi lên bứt lại nè. Nhưng mà ở dưới là nền hỗ trợ, để coi ngày mai nó, nếu mà ngày mai nó hồi tiếp thì nó tạo ra gì gọi là biên sideways mới, đúng không? Nếu nó hồi lên thành công ở đây thì nó sẽ tạo ra một cái biên sideways mới ở đây đó. Nếu khối lượng kiệt quệ đi thì có khả năng nó sẽ đánh tiếp anh chị ha. Nói chung tổ chức họ kiểm tra liên tục, rớt đây test đỉnh, test đáy, test đỉnh, test đáy, kiệt cung mới tích lũy trên đánh tiếp, nó có nhịp. Ví dụ đầu tiên là tại sao phải test lên trên này, có ông nào bán không, xuống dưới đây có ông nào chưa bán không, đó phải test được. À, lên trên này nhiều ông còn kẹp nè, test lại coi có nhiều người bán đúng không, nhiều người vẫn tham, quay đầu vàng cái nữa để coi coi là gì. Bán chưa, sợ chưa, chịu bán chưa, kiểu vậy đó. Xong rồi nó vòng lên, vòng lên, vòng xuống thì nó tạo ra rồi gì, một cái biên sai quay đúng không, nó quằn xong rồi thấy bắt đầu kiệt cung, bắt đầu cảm thấy là hấp hàng tốt rồi, nhìn vô thấy là gì, có vẻ như là cái xu thế khá ổn, đủ được rất nhiều thì là bắt đầu nó mới tích lũy lại, nó chuẩn bị cho một cái pha đánh lên gì đó. Thì đó là một cái gì, một cái gọi là cung và cầu rất bình thường anh chị ha. Nó là như vậy, cái cách nó họ đánh là như vậy. Ví dụ nó ép ở đây nè, nó sẽ ép rướng delay thêm một vài phiên đúng không, nó ép nhiều cách ép, nó lấy chỉ số, nó lấy này kia, nó lấy phái sinh đúng không ạ, nó ép xuống đó để cho là gì. Nhiều khi nha, những cái phiên như thế này rất nhiều người họ đang short qua đêm phái sinh đúng không, nhìn phái sinh mà cái xu thế nó đánh như vậy là rất nhiều người họ sẽ ôm short qua đêm. Nhiều khi ngày mai nó mở gap up á anh chị ha, nhiều khi mai nó mở gap up lên nó giết á, đây nè đúng không, một lượng hợp đồng rất là lớn ở đây mà từ cái short cái này rất nhiều người short đuổi, thậm chí hôm qua đêm mà nghĩ rằng thị trường nó lũng chen, lũng chỉ số rồi có khả năng nó sẽ giảm thêm cái gì đấy. Nhiều khi mai á hả là chưa biết cái trong phiên như thế nào, mai em nghĩ nó mở gấp úp ngay đây nè đó, nó phải kéo lên một đạn cho ai đánh qua đêm rồi phải cháy xong á bắt đầu nó mới vòng xuống, em nghĩ là vậy, nó phải kéo vậy. Nếu em là tổ chức em sẽ đánh vậy, em biết là nhiều người sọt dưới này là em sẽ lông lên cái em sẽ mở gáp lên, mở gáp úp lên, phải xin mở gáp dễ mà, mở gáp úp lên đúng không, cho nó lưng lửng ở đây nè, để cho là gì, những cái hợp đồng mà bị chôn ở đây à, hoặc là đua ATC thì nó sẽ bị dính một cái khoảng lỗ nhỏ nhỏ này tùy theo cái vị thế người ta cầm đó. Xong rồi sau đó nó sẽ đi lại lên khoảng tầm vài điểm nữa để người ta phải cắt ra, người ta sợ nó lên luôn, xong rồi nó sẽ vòng về quay lại lắp chính cái gáp đó luôn, là nó vòng về đây, nó gọi là một cái biên sai quay, có thể là sẽ kéo lên đây xong nó vòng về, hoặc là mở gáp xong nó vòng về luôn đó. Tại vì có nhiều người họ thấy là gì, sáng ATO phải xin mở ra mà đang lỡ ôm sọt qua đêm là kiểu gì, sáng mở ra là rất là sợ, nhìn bảng điện hay là nhìn chị cái bảng điện bên phái sinh á, mở bắt đầu á, nó quyết định cho cái giá mở, bắt đầu thấy nó giá nó cao cái là bắt đầu mở ra đóng hết, chấp nhận lỗ, tại vì đã cầm qua đêm là nó phải vậy, phải chấp nhận anh chị ha, chấp nhận lỗ cắt ra một cái, nó bắt đầu nó mới hồi lên, dứt lên cái để nó khớp mấy cái lệnh đúng không, nó khớp mấy cái lệnh chốt lông á, nó quét lên xong rồi nó mới chụp xuống lại, nó hấp lại cái phần mà cá búp, hoặc là nó có lên luôn hay không thì mình không rõ, mình chỉ kỳ vọng ở giai đoạn đầu của nó là như vậy thôi anh chị ha. Đó, nói chung em đánh giá là gì, thị trường này nếu mà cổ phiếu tốt thì nó vẫn tốt thôi anh chị ha, chỉ có những cái con mà cao quá thì mình nó bị chỉnh một tí xíu, mới là chỉnh rác thì thật ra nó cũng tạo cơ hội mới anh chị ha. Với lại nhiều con nhiều dòng này đỡ giá rất tốt và đỡ cái đáy hai rất là ok, phiên sau em đánh giá là khả năng là 1-2 phiên sau là thị trường nó sẽ có những cái điểm hồi phục ha, những cái điểm mà nó kết thúc điều chỉnh và nó sẽ đi vào một cái pha giống như những cái cây bên này nè, giống như những cây bên này nè, nó tạo ra một cái chen ha, nó tạo ra một cái pha điểm bật, tại vì tính từ cái vần hồi lên từ đây ấy, là nó đã là giảm phân nửa rồi đúng không ạ, thì thông thường nó là như thế, quá bán rồi. Ví dụ như nếu mà nó ép cái cây này mà lủng luôn á, em nghĩ là cái phiên ngày sau nó phải ép luôn hai mấy điểm, ép sàn hết luôn, lủng đáy cũ luôn thì nó mới ok, nhưng rõ ràng là gì, nó cố tình nó ép thêm nhưng mà bản chất cơ sở không bị bán anh chị ha. Chỉ có những con lớn như là STB rồi nó bị bán từ sáng rồi thì thôi không nói, VIP là bị bán từ sáng chứ thật ra nhiều con bị bán dòng thép đồ dữ, là em đánh giá là gì, nó cố gắng nó muốn rướng thêm một tí xíu, em đánh giá là như thế anh chị ha. Dạ rồi, xin cảm ơn chị rất là nhiều ha, dành thời gian tối nay xem video của em. Nói chung là hiện tại thì anh chị mình cứ chờ đợi thêm những cái vùng này là bắt đầu săn ra một vài cổ phiếu rồi đấy anh chị ha, chị mình có thể ghi lại trên video đó ngoài cổ phiếu để có thể chuẩn bị sẵn cho giai đoạn sau thì mình chuẩn bị nha. Tại vì nó chỉnh xong thì phải có đúng không, chỉnh xong mới có điểm hướng lên, điểm hướng lên chị bắt đầu cái gì, nó sẽ mua con nào đó kiểu như thế anh chị ha. Dạ rồi, xin cảm ơn chị rất là nhiều.